tới thời điểm bây giờ là không làm gì hết. Với lại mà bắt đầu mà tôi bị chồng tôi đánh đập hành hạ nhiều đến thời điểm bây giờ á, là do chồng tôi có chơi cái game gì, game online, nhưng tôi không biết game online đó là như thế nào, tôi không biết, chỉ biết là nạp tiền vào và chơi thôi. Có ngày á hả, là bị đánh đến khi 3-4 lần luôn. Triệu tập người chồng mạnh tay với vợ bầu, hé lộ nguyên nhân qua lời khai lạnh người. Hôm nay ngày 22 tháng 5, trên các trang báo mạng truyền nhau vụ việc với caption như sau: anh Trần Văn Luân bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc vì liên quan đến vụ việc đánh đập vợ là chị Giao khi chị Giao đang mang thai 7 tháng. Vụ việc như thế nào? Mời cả nhà xem tiếp nhé. Cụ thể, sáng hôm qua ngày 21 tháng 5, Công an huyện Kim Thành, Hải Dương đã triệu tập anh Trần Văn Luân, sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành, và mời chị Bùi Thị Tuyết Giao, sinh năm 1987, quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, lên làm việc. Anh Luân bị điều tra vì liên quan đến thông tin mạnh tay với vợ là chị Bùi Thị Tuyết Giao khi chị này mang bầu 7 tháng. Trước đó nắm được thông tin chị Bùi Thị Tuyết Giao đang mang thai 7 tháng, phải trốn về quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vì bị chồng mạnh tay trong một thời gian dài. Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với công an xã Kim Xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận nghi ngờ chị Giao ngoại tình nên dùng mọi cách có thể dồn nén hết vào chị Giao, gây nhiều vết thương khắp cơ thể. Được biết, chị Bùi Thị Tuyết Giao và anh Trần Văn Luân đều từng có gia đình nhưng đã đổ vỡ. Cả hai đăng ký kết hôn năm 2021 và sống tại nhà anh Trần Văn Luân ở xóm 3, thôn Bình Khê 2, xã Kim Xuyên. Cả hai đã có một cô con gái chung 17 tháng tuổi, hiện cháu bé ở cùng ông bà nội. Hiện công an huyện Kim Thành đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với chị Giao và tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng xem thêm lời tâm sự và chia sẻ của chị Giao cũng như bà Mắm, mẹ của chị Giao, chia sẻ với Sài Gòn TV về quá trình bị bạo hành ra sao và cách thức như thế nào nhé. Thì bị tôi bị chồng tôi đánh đó, hành hạ thì là bằng dây nồi cơm điện, dây cắm nồi cơm điện. Lúc mà tôi mà bị đánh nặng nhất, nhiều nhất là dùng móc quần áo á, bẻ thẳng ra, xong rồi hơ vào bếp ga mini á, rồi xong á chồng tôi á thui vào da thịt của tôi nè, thui vào mặt nè, vào chân, vào tay, vào đùi. Con tôi hồi đó đâu phải gì đâu, mập lù tròn ụm mà trắng tươi đó như trong hình đó. Mà bây giờ ra ngoài ở có mấy năm đâu mà về con tôi thăng thời có như vậy là tới chừng dở dò cẳng lên gì hết trơn, không còn gì mặt mày ha, bị thui, bị đốt nám hết trơn luôn. Tới thời điểm bây giờ là không làm gì hết. Với lại mà bắt đầu mà tôi bị chồng tôi đánh đập hành hạ nhiều đến thời điểm bây giờ á, là do chồng tôi có chơi cái game gì, game online, nhưng tôi không biết game online đó là như thế nào, tôi không biết, chỉ biết là nạp tiền vào và chơi thôi. Có ngày á hả, là bị đánh đến khi 3-4 lần luôn, là do vay mượn tiền không được á, không kể ngày hay đêm, có khi á là cũng khi đó là 1-2 giờ đêm cũng có. Mà mình đâu có nghĩ là con mình bị bạo hành, vết cũ chồng lên vết mới là dở cái lưng con tôi lên là tan nát hết. Nói không phải nói chứ làm cha mẹ, cái kim nó đâm vô tay mình còn đau, mà con mình chẳng có một cái gì hết là con người nữa. Thân xác con tôi nhớ nói mai nói nhưng còn hơn là cá trên thớt mà bị nó dần. Những vết thương này á là không có được đi chạy chữa mà cũng không có được thuốc thang gì hết, nó tự lành. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.